Chào quý vị, lúc này đang là sáng mùng 4 tháng 5 năm 2018 và đây là cái hình ảnh của chúng tôi đã đóng gói xong cuốn thư câu đối cho bác ở Khánh Hòa, nhà bác Bùi Lan ở Khánh Hòa. Thì xin lỗi, bác ở Bình Dương, tôi hay nhầm Bình Dương ở Khánh Hòa. Thì cuốn thư câu đối ngày xưa thì cứ chuyển thẳng thì cũng có lúc không sao, có lúc thì vì là nó nhiều chi tiết hiểm hóc quá, có lúc các cái đồ nặng nó đè vào lại bị gãy. Cho nên là từ sau một cái chuyến bị gãy là chúng tôi là 100% là cuốn thư câu đối là phải bọc kín xốp xung quanh và đóng vào thùng như thế này, tuyệt đối an toàn luôn. Còn đây là chiếc khám thờ của bác đây, chiếc khám thờ cũng đóng rất cẩn thận, xung quanh toàn là xốp. Vậy thì qua hình ảnh này để báo cáo bác ở Bình Phước và quý vị là cái thể thức mới về cái đóng gói của đồ gỗ hiền là như vậy. Và xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình đây. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Và cái này thì đến chiều nay là chúng tôi mới đưa ra bãi xe Nam Bắc để mà chuyển vào trong Bình Dương cho bác. Vì hôm qua là đóng gói rất cẩn thận và đóng rất muộn, nên là không kịp cái chuyến ngày hôm qua nữa.